Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, dịp lễ Phật đản năm nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hưng Yên không tổ chức các hoạt động tập trung đông người để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Lễ Phật đản năm 2021, Phật lịch 2565 diễn ra từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 4 âm lịch. Bên cạnh dừng tổ chức đại lễ Phật đản tập trung tại 3 địa điểm ở các địa phương như thông lệ hàng năm, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hưng Yên còn ban hành thông bạch hướng dẫn các chùa tổ chức lễ Phật đản đơn giản, ngắn gọn, yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch và thông điệp 5K của Bộ Y tế. Nhiều ngôi chùa trên địa bàn tỉnh đã từng tổ chức lễ Phật đản hoặc tổ chức trực tuyến, điển hình như chùa Phúc Lâm Tiên Quán, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động không tổ chức lễ Phật đản tập trung đông người như mọi năm, mà thay vào đó, nhà chùa làm một clip ngắn về các nghi lễ truyền thống trong ngày lễ Phật đản, sau đó phát trên mạng xã hội để đông đảo Phật tử xem và thực hiện tại gia. Khuyến khích các Phật tử chúng ta ở tư gia, chúng ta có thể xem các cái buổi lễ Phật đản ở trên các trang mạng xã hội, hoặc là chúng ta tham gia tổ chức Phật đản trực tuyến. Và nếu chúng ta có tượng Phật đản sinh tại gia chung thì chúng ta có thể thiết trí lễ đài Phật đản tại gia chung và thực hiện cái việc lễ Phật tụng kinh ở tại gia để đảm bảo một Phật đản vừa diễn ra thành kính trang nghiêm nhưng chúng ta đảm bảo an toàn để cùng với toàn thể xã hội chúng ta sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.